Hello, xin chào tất cả mọi người và chào mọi người đến với kênh của mình. Và ngày hôm nay là một cái buổi mà mình đi chơi tại Trảng Bàng Tây Ninh để có thể là tham quan một cái sự quán tráng. Và trong lúc đi trên đường thì mình thấy một cái quán rất là lạ, đó chính là quán bánh canh mà tên Tầm Vong. Hôm nay mình sẽ đi review thử quán ăn này để xem là nó có gì đặc biệt cũng như là nó tại sao là có cái tên nó lại như thế này ha. Rồi bây giờ thì mời mọi người cùng vào quán với mình nhé. Đi thôi, let's go. Dạ, không biết là quán mình là mở bán được bao nhiêu năm rồi cô ạ? 35 năm. Rất là lâu luôn mà. Có thấy tên của mình nó cũng rất là quán cũng rất là lạ. Tên quán là tên là quán Tầm Dông. Để sao có cái tên này đang tính tên Tầm Dông. Hồi đó có cái đám tầm dông cái bên nè là cái tự người ta đặt cho mình luôn chứ mình không có đặt. Xương, gầy, do bắp, Rồi bắt. dịnh, thịt sắc. Bình thường là mình sẽ mở bán từ mấy giờ đến mấy giờ cô ha? 6 giờ rưỡi. 6 giờ rưỡi sáng tới 9 giờ rưỡi. 9 giờ rưỡi. Trung bình là ngày thường là 30 kg, thứ bảy là 35 kg, chủ nhật là 40 kg, vậy là 30, Vậy là 30. cái khoanh này là 40. Khoanh là 40. Ok mọi người, bây giờ món đã lên rồi. Và mình thấy ở đây là có một cái điều đặc biệt nữa là đây là sẽ ăn với bánh mì nha mọi người ơi. Bánh mì đây thì nó rất là kiểu nó nhỏ gọn lắm không? Nó giống như một cái dạng bánh mì quen mà dạng như là size hơn. Bánh mì thường nha mọi người, kiểu nó hơi dài và nó cũng như là đẹp đẹp. Nhưng mà ăn cái này giống như là kiểu như mình hay thấy bánh quẩy ấy mọi người. Rồi bây giờ tô bánh canh của mình kêu hiện tại là sẽ có là giò giò nạc nè, rồi xương. Kèm theo đó là cô có cho thêm là nước mặn ho đường chua trên đây. Bây giờ thì trước tiên mà để mình thưởng thức thì mình sẽ thử cái nước súp của nó trước xem có hương vị như thế nào. Cái nước ở đây nó sẽ rất là ngọt thanh, nó ngọt chỉ là ngọt của xương á, ngọt của sườn á, chắc không có vị là nó không có ngọt gì gia vị, cho nên là cái vị rất là ngọt thanh, ăn rất là dễ dàng luôn. Ngoài ra thì cô cũng trong đây là cô đã nêm sẵn gia vị, cô cũng nêm sẵn cái ớt với lại chanh hết rồi, cho nên là không cần nêm gì hết, nó rất là nặng vị và vừa vị ha. Bây giờ thì mình sẽ thử với cái bánh mì mini này, kèm khoảng hương vị này ha. Chắc là sẽ là cái bánh mì này thay thế cho cái bánh quẩy á, cho nên là thử xem là cái này chấm với nước sốt sẽ như thế nào. Cái này rất là ngon, cái vị nó rất là nhiều, không có quá vị nhiều, nó không có người của này. Cái gia vị cái pepperoni rất là sẵn, nó đậm nè hả, cho bánh mì vô là vừa luôn, ăn rất là phê nha, cuốn hút. Thì là cái bánh canh của cô ấy, thì là cái sợi bún thì cái sợi bánh canh nó giống như là cái sợi bún bò Huế, cái sợi như cái sợi bún bò Huế vậy đó, nhưng mà cái bột nó vẫn còn có độ dai và nó vẫn có dần này thế là vừa được. Bây giờ thì mình sẽ thử tới cái thịt của cô này. Thịt nó rất Dạ mình giáo thì có mình nhé. thịt ngon, thịt nó vẫn còn rất là tươi nha, cái độ dai của nó thì nó rất là ok. Hồi nãy cô có nói là thịt nó lên giá, nhưng mà cô thì vẫn bán giá cũng bình thường là từ 30 cho đến 40 nghìn cô. Đây, bây giờ đây. Cái này rất là thơm nha, cái chén nước mắm của cô rất là thơm. Bây giờ thì mình sẽ thử chấm thử xem rồi. Nó như thế nào? Ngon nha. Ừ.
cái này á nó nấm cô pha không có quá bị đậm, không có quá bị mặn mà nó rất là kiểu nó ngọt thanh nè, chua chua, đặc biệt là vị chua chua hoặc ngọt nè, cay cay tạo hương vị bùn ngổ mọi người, chấm với thịt nha rất là ghê luôn, cực kỳ ok nha mọi người ơi. Đây cho thêm một lần cái nước chấm của cô á thì nó sẽ thuộc diện như là nó không có quá đậm nhưng không có quá đậm. Thịt này sẽ là thịt lạc nhưng mà khi mà chấm vào nó rất là đậm đà kèm vị ha, cái vị sẽ là hòa lẫn là vị chua chua hoặc ngọt cay cay. Và bây giờ thì mình cũng phải kết thúc clip tại đây để mình có thể là thưởng thức bữa tô này trọn vẹn nhất. Thì các bạn mà muốn ăn trải nghiệm một cái quán món ăn mà nó chọn vị đậm vị như thế này và ngon như thế này và giá thành vừa rẻ như thế này thì các bạn có thể đến ngay khu phố Lộc Du, phường Trảng Bàng, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh để có thể thưởng thức ngay một cái tô bánh canh vừa rẻ mà vừa ngon chất lượng như thế này nha. Và mình là Hiếu và các bạn theo dõi mình là Hiếu và chúc các bạn có một ngày thật là vui vẻ. Bye bye.